Alo, dạ em Chiến là anh luôn ơi. Dạ, vừa thở thì sao anh? Dạ, anh làm việc cái bắp giùm em chứ giờ cũng em cũng mấy quá rồi, đỡ dở quá trời rồi. Dạ. Em kiếm không ra nè, chứ bữa qua nay em chạy mấy chỗ kia nó nào cũng kẹt hết giáo em chuyện qua qua. Dạ, để nếu mà nếu ví dụ như mà có trên đây em tại em qua đây em cũng kiếm nữa mà kiếm không được đó chứ. Không phải sao em vừa qua cũng kiếm nữa mà kiếm không được đó chứ. Mấy anh em cũng có anh em làm nữa mà kiếm dở kẹt hết ráo à, chứ không phải là ấy. Còn ở đó ngày thợ có ông anh cũng chạy qua cũng coi xong rồi cái ông cũng kêu mấy anh kia cũng giờ cũng kẹt quá trời cũng không được, chứ không phải là em. Dạ có dán thì cũng lại có dán nữa. Bữa hổm thì bữa hổm chú Tám cũng có coi, cậu Tám cũng coi vậy đó. Dạ nếu nếu vậy tranh thủ sớm sớm giùm em anh. Thứ hai là có không để em biết. Trời ơi khổ quá trời. Dạ. Trời ơi. Hổm giờ không có làm được cái gì hết trơn.